để có cái ngày hôm nay mà chúng ta ngồi lại nhau ở đây thì chúng ta cần phải nhớ cái nguồn gốc của Diễn Trần. Cách đây đúng 37 năm, ngày 26 tháng 3 năm 1980, thầy Bùi Quốc Châu đã bắt đầu tìm ra việc số 1, là cái mốc đầu tiên của Diễn Trần, là ngày mà thầy lấy rằng đây là ngày ra đời của Diễn Trần.